Hiện tại bây giờ đang set up cảnh để quay phân đoạn cuối của bộ phim Mẹ Tôi Là Đàn Ông. Đây là phân đoạn cuối nha mọi người. Đây là La Kim Quyền nè, em gái Lucian nè, đây là diễn viên chính nè, mẹ Thành nè. Đây là người mẹ đàn ông đây, trong bộ phim đây, Mẹ Tôi Là Đàn Ông. Đây là đạo diễn Lưu Quốc Tùng, là Lùng Quốc Tế. Quyền ơi, Quyền Quyền đẹp quá à, bộ đồ của Quyền đẹp quá à. Mẹ ơi, Mẹ Tôi Là Đàn Ông, đây là bộ phim Mẹ Tôi Là Đàn Ông, đây là diễn viên chính nha mọi người. Đây là diễn viên chính nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ giùm cho mẹ Thành nha. Đây là phân đoạn cuối của bộ phim. Bộ phim này mọi người đón xem nha. Bộ phim này kịch bản rất là hay, rất là cảm xúc, nói về cuộc đời của mẹ Thành. Và sau bộ phim Mẹ Ơi Con Là Ai, cũng như là một cái bước ngoặt, giống như là truyền cảm hứng đến cho nhiều anh chị trong cộng đồng, sẽ làm nhiều cái bộ phim tiếp của cộng đồng để gửi đến mọi người. Ekip rất là hùng hậu. Đây là âm thanh, ánh sáng. Đây đạo diễn phim, thư ký trường quay, rất là nhiều. Hôm nay trời thời tiết mưa, nhưng mà may mắn một điều là quay cảnh ở trong nhà. Ngồi đi. Mọi người đang chuẩn bị để quay. Hiện tại bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị vô cảnh quay nha mọi người. Sau khi cái bộ phim hoàn thành xong nên các phần dựng nữa thì bộ phim Mẹ Tôi Là Đàn Ông sẽ được phát sóng, thì mọi người sẽ chia sẻ trên Facebook của mình cũng như kênh YouTube để mọi người cùng xem á. Hồi xuân á, có cảm nghĩ gì khi mà nhập vai này, khi mà nó không có đủ số tuổi của mình á, nhiều tính cách á? Khi mà nhận kịch bản này thì cảm thấy vẫn hơi mở ngang với lại cái vai diễn, mấy cá độ tuổi nó hơi lệch quá, nhưng mà cố gắng diễn làm sao để cho nó đạt vai. Nên mình rất là vui khi mà mình có sức với một cái vai mới. Nếu mà đã trên con đường diễn viên thì vai nào mình cũng phải cố gắng để mà đem đến một cái vai diễn thật là tốt cho khán giả. Nếu như mọi người mà thấy mà Quyền đóng vai ác, mọi người có thể là xem lại chương trình là Quyền đóng với cô Thanh Hằng nha mọi người nha. Đó, Đêm Cải Lương Hồ Quảng 2 nha mọi người nha. Nhưng mà có khúc bi rất là hay nha mọi người nha. Nếu như mọi người muốn biết nữa thì mọi người coi xem Loto Show Gánh Hát Ngàn Hoa mùa 1 phần hồi ức trở về tập 4. Bây giờ nếu mà Quyền nói là Quyền đóng vai hiền, bây giờ thì giờ Quyền bước ra đây nè. Quyền bước ra đây đi đóng vai hiền nè, để diễn cho khán giả xem. Ví dụ như Quyền quá ác mà đóng vai hiền được. Giờ mình phân cảnh là phân cảnh gì đây? Giờ ra đây phân luôn đi. Không chơi nghỉ. Ờ, nhưng mà lắm đóng cho hiền được. Ủa chơi trả thù mấy má. Không có đánh nha. Ý là trả thù là ăn hiếp thôi, chứ không có đánh. Ok,
Rồi bà đứng bên đó đi. Không có cái chồng. Dạ có. Thường á thì là chưa dễ trơn á. Ok mọi người, bây giờ thì Thảo chuẩn bị quay nha mọi người. Bye bye cả nhà nha.